Dạ, Hương Sương xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đến kênh Thu Nguyệt miền Tây nha. Thì hôm nay Hương Sương đổi một địa điểm mới. Cả nhà thấy chỗ này lạ ghê không? Mình cũng lần đầu mình mò ở đây luôn á. Mình không biết là dưới đây nó có vật hang hay là cá nhiều không. Tại vì cái chỗ cũ của mình mò nó hết cá rồi. Mình mò cũng nhiều chỗ lắm rồi đó, nhưng mà hết rồi. Chỗ này chỗ lạ, mình đi hôm nay đồng xa. Thì mò thử coi có không, thì mời ông bà cô chú anh chị bạn xuống đi theo xương mò cá luôn nha. Đây có ốc kìa, ông lụm xíu mình bắt ốc luôn. Ở đây có gì em nè. Hôm nay là có gì bắt cái đó luôn. Tại vì mình cũng không biết ở đây có cá hay không, nên là có gì sẽ bắt cái đó. Có ốc bắt ốc, có cá bắt cá, có gì bắt gì luôn. Hôm nay là có con gì bắt con đó. Ủa sao mình nãy giờ mình đi mình thấy dẻm quá trời nè. Nè. Ở dưới này cũng có hàng nữa mà. Không có cá nè. Hàng không. Dẻm. Để nó cá bắt kiện đi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, ham thiệt chứ. Nó cá ta. Thường á là đi mò cá nên đi buổi trưa nè, tại vì á chờ nắng á nóng xong rồi nó vô hang nó ở. Nước ngay cạn. Ôi con ốc vắng chà bá luôn. Nắng quá nè. Gió quá. Mai mình đổi địa điểm khác mình đi, có lẽ nào nó xui hơn địa điểm cũ không trời. Kỳ vậy tiền. Bên kia người ta đang chạy chuyện máy bay chứ.
thì chúng ta đi. Nãy giờ mò có mấy cái hang luôn á, mà không có cá, mà cái hang nó cũng bóng rồi. Vô rồi. Cái hang chà bá luôn. Không có nhà biết được con gì luôn đó. Con này nó hơi bị khủng luôn. Nó hơi bị bự nha. Đau quá. Có lấy quá à. Trời ơi, cái hào của mình. Trời ơi. Tại vì mình đang cầm cái con này nè, mình không có lấy cái hào. Mình sợ nó lội ra. Con này lâu lâu mới có một lần nên là sợ nó đi. Không dám lấy cái hào. Con này là siêu to khổng lồ. Đến nhà lâu như lắm mới được một con á. Trời. Nó mạnh ghê luôn á. Đau quá. Ở nhà chắc đang hồi hộp không biết là Hương Sương đang mắc cái con gì đúng không? Tại con này nó bự quá nên nó hơi khó ra. Rồi bắt được con này chắc chạy cha chốc dãy luôn. Phải đơn giản luôn. Có lấy quá. Để bật mí cho cái nhà biết là con này nó có hai cái gạnh. Nó có hai cái gạnh đó cho nên là hơi khó lấy nha. Đó gì chắc cái nhà cũng biết là con gì. Gà nè. Hết hồn nè. Đó, ghê chưa? Ghê chưa? À. Trời ơi, chà bá luôn. Wow. Đã quá à, lâu lắm luôn mới được một con bự vậy á. Trời ơi, đựng hết cái hao luôn rồi nè. Đựng hết cái hao luôn à, đó. Đựng hết cái hao luôn. Ê. Không dám dễ mạnh á. Tại vì nó bự nên nó mạnh lắm. Rồi bắt được con này á, đỏ tay hết trơn luôn á. Con này khó bắt chứ. Tại vì nó bự á nên là bắt hơi khó. Với là hai cái ngạnh nó dính cái hang ở trong á. Con này mắc cái gì? Mình thấy em mò được con đó là đủ ăn rồi đó. Một con đó là hai người ăn lượt luôn á. Tại vì nó bự á. Khóc mẹ. Ui. Ui. Chờ nó dịu dịu mát lên. Bự nè. Tính ra cái này dẹm quá trời luôn. Cái con này á, nó nằm hết cái hao luôn cho nên nó không có quẩy đuôi được.
Gặp con khác là nãy giờ nó nhảy đùng 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 rồi. Ủa không con, con này giống như con gì ta? Con ngoài biển. Con vợm á ta, giống con vợm. Nè, hết hồn chưa? Chuyển mưa gì? Đừng nói chuyển mưa nghe, hồi nãy đi rồi nắng chang chang, giờ chuyển mưa đi. Đừng nói hôm nay chỉ được một con thôi nha. Bây giờ mò được mấy cái hang không có không à. Mà ở đây nó không có mà không có đau tay. Bên kia người ta trồng mít trồng dừa. Rồi, hôm nay chỉ được một con cá rô kiến rồi. Nãy giờ mò không thấy chứ. Nãy giờ bò nãy giờ không có con. Rồi có con chứ, có con rồi. Ôi rồi, ôi mới đạp được con gì á. Có thể là con cá con rô phi á. Tại đây cá rô phi nhiều. Như mấy trong này là có rô phi á. Bây giờ chắc đi về, chờ mới chuyển mưa. Tự nhiên nãy cái nhà thấy nắng chang chang luôn, tự nhiên giờ kéo mây gió quá trời luôn rồi nè, cho nên là như vậy rồi. Nãy giờ mò cũng hơi lạnh mà. Trời ơi, hôm nay đi cái chỗ mới á, hơi xu một cái là không được cá nhiều, mà bù lại á thì được con cá, một con cá bự. Cái nhà xem cái này nó mệt lắm. Cái đuôi nó kìa. Tính nói giờ này nó mệt thì nó không có nhảy. Ai dè nó vừa nói dứt câu, chưa dứt câu thì được một con cá rô kiến bự, với được mớ diệm. Vậy là về luôn ăn được rồi. Con này là hai người ăn được luôn á, tại vì nó bự. Nó bự lắm á. Nó bự chắc tầm hai cái tay mình. Bá không? Chắc nữa mình đi kiếm chỗ khác mới được. Chỗ này mình thấy cũng không có cá rồi. Thì clip mò cá của Hồ Sơn thì tới đây xin tạm khép lại nha. Thì cảm ơn ông bà cô chú anh chị các bạn đã có hết clip. Nếu nhà thấy hay thì cho Hồ Sơn xin một like, được đăng ký nha. Thì hẹn ông bà cô chú anh chị các bạn clip sau. Xin chào.